Này chúng ta thấy là ở dạng thập phân decimal. Nếu chúng ta để dạng thập phân thì quý vị các bạn thấy ở đây nè đó, ví dụ cái con số bên cái ô này nè là 19.75 chẳng hạn. Đó, 19.19,75. Để chúng ta cứ chọn ở đây đi, chúng ta chọn những kiểu khác nếu chúng ta muốn có dạng chữ số kiểu khác. Ví dụ như chúng ta chọn dạng scientific, dạng khoa học. Thì quý vị các bạn nhìn xem cái chữ số này là cái gì. Chúng ta thấy nó rất là khó, 19 phải mấy đó, ở đây nè. Ơ mũ cộng 1 thì đó đây nè, vân vân. Tất nhiên là chúng ta có quyền chọn cái khác, nhưng ở đây tôi khuyên quý vị các bạn là chúng ta chọn là decimal, tức là giá trị mặc định của nó. Còn những trong đó nó có cái gì thì chúng ta cứ tuần tự làm ở nhà. Đối với độ chính xác của cái kích thước này nè, đây nè, precision. Chúng ta để là chính xác tới hai số lẻ so với chấm thập phân. Chúng ta để đây nè, thí dụ 0.00. Thì quý vị các bạn thấy cái hình định dạng như vậy á, thì bên này nè, thì chúng ta thấy là 19,75, chính xác hai số lẻ. Đó là do chúng ta chọn thôi. Bây giờ chúng ta thấy ở đây á, là nó cách bởi một cái dấu phẩy. Nếu mà chúng ta có thể chọn, chúng ta chọn cái khác. Ở Việt Nam mình thì mình chọn nó là dấu phẩy, ví dụ 19,75 mm. Nhưng ở đây nè, gọi là decimal separator, tức là cái dấu ngăn cách dấu thập phân á, separator. Thì chúng ta cứ click vào đây nè, mũi tên chút xuống nè, chúng ta chọn là period cũng được, là cái dấu chấm, comma là cái dấu phẩy đó, space là nó một cái khoảng trống. Nhưng mà thường á, là chúng ta chọn là dấu phẩy hoặc là chúng ta dùng dấu chấm, tùy thôi. À, thì chúng ta thấy kích thước chúng ta chọn đó, vân vân. Còn cái roundup làm tròn số đây thì chúng ta không, tạm thời chúng ta không đề cập ở đây. Ở đây nó có hai cái thông số khác là refit, tức có nghĩa là tiền tố. Bây giờ là đứng với mỗi cái kiểu thước, cái tiền tố này có nghĩa là gì? Bây giờ ví dụ như tôi nói là tôi gõ là HTB vào cái chỗ tiền tố này, thì tôi sao tôi lít chuột qua chỗ khác. Quý vị các bạn xem ở chỗ này nè, đó, nhìn gần lại cái kiểu thước bên cái hình này nè, chúng ta thấy nè, mọi kích thước ra đều có cái tiền tố là HTV ở đây hết. À, đôi khi một số cái bảng giảng ta cần cái chuyện đó, nhưng mà chúng ta thấy là trong trường hợp này thì tôi không cần, cho nên là tôi sẽ xóa bỏ cái bên cái refit này để tôi bỏ. Thì chúng ta click chuột chỗ khác thì chúng ta nhìn cái kích thước chúng ta nó trở lại vị trí bình thường. Đó. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói là surface. Ở surface này á, là hậu tố, tức là chúng ta gõ mm ở đây, tức là giả sử là mm, thì chúng ta lít chuột qua chỗ khác, sau đó chúng ta mới di chuột qua đây, chúng ta xem trên cái hình của chúng ta đưa lại gần chỗ vị trí chuột đó. Quý vị các bạn thấy nè, cái chữ số kích thước bây giờ là mọi chữ số đều có xuất hiện là mm đằng sau hết. Đó là điều mà chúng ta, nếu chúng ta muốn như là chúng ta làm như vậy. Còn trong trường hợp này tôi không muốn thực hiện chuyện đó, cho nên là tôi sẽ bỏ cái phần surface ở đây, tôi delete, xóa cái đó. Còn những thông số còn lại tạm thời là ví dụ như là cái tỷ lệ trong cái quá trình đo cái thước vân vân, cái kiểu measurement thì chúng ta cũng tạm thời là chúng ta để ở đây, chấp nhận giá trị mặc định. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới cái phần ở trên, phần cuối cùng ở trong cái phần biến cái thước này, đó chính là angular dimension. Chúng ta chọn cái angular dimension ở đây. Hả? Quý vị các bạn thấy nè, chúng ta có cái kích thước gốc, cái dạng thức của nó thì chúng ta để là decimal degree, tức là độ thập phân. À, ở đây ví dụ vậy đó, quý vị các bạn có thể chọn là độ phút giây, chúng ta cứ chọn bấm vào mũi tên nó chút xuống là chúng ta thấy như vậy. Hay là chúng ta có thể chọn là dạng là gradian, là một cái dạng đơn vị đo gốc của Mỹ, hệ Mỹ, hệ Anh Mỹ đó. Đây chủ yếu là ở Mỹ, gradian. Hay là ở dạng gradian, ví dụ như pi trên 2 tức là 90 độ, tức là pi trên 2 radian, tức là 100 radian ở đây. Vậy thì chúng ta để là decimal degree. Sau khi làm được chuyện đó xong, chúng ta click OK. Chúng ta chọn lại trên cái style này, chúng ta chọn HTV. Chúng ta set current để hiện hành nó lên. Và bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là close hộp thoại đó. Quý vị và các bạn thân mến, tức là trong cái bài của chúng ta, những cái thông số, những cài đặt mà chúng ta dùng cho cái kiểu kích thước đúng là chuẩn Việt Nam, chúng ta có khá nhiều thông số. Tôi đã tuần tự trình bày với quý vị các bạn những cái thông số đó phù hợp với lại tiêu chuẩn Việt Nam. Mong rằng quý vị các bạn chúng ta xem và chúng ta sẽ cài đặt nó, tạo ra cái kiểu kích thước của chúng ta dựa trên cái cơ sở
mà tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới là chúng ta dùng cái kiểu kích thước đó và chúng ta hiệu chỉnh nó như thế nào trước khi chúng ta đi qua những cái lệnh bổ trợ cho quá trình vẽ của chúng ta. Và sau cùng thì chúng ta có thể thực hiện một cái bản vẽ AutoCAD 2D hoàn chỉnh được rồi, đáp ứng cái nhu cầu về vẽ kỹ thuật ở bên ngoài được rồi. Bây giờ chúng ta xem nha. Vậy tôi sẽ vẽ cái đối tượng của tôi rất là đơn giản trên cái layer gọi là layer cơ bản. Tôi di chuột lên phía trên nè, tôi cho hiện hành cái gọi là layer cơ bản, tức là nét cơ bản. Đó, sau này chúng ta có quyền là cho cái thước là tường, bàn, ghế gì đó hay là bao thấy được mọi quốc nhân dân. Bây giờ quý vị các bạn nói là bây giờ chúng ta vẽ ở đây nè, chúng ta chọn lên draw, ví dụ vậy đơn giản, chúng ta chọn draw, chúng ta vẽ cái, chúng ta dùng cái lệnh gọi là rectangle. Thì tôi cũng đã giới thiệu quý vị các bạn sơ bộ lệnh này rồi. Ta click vào rectangle, lệnh tắt của nó là rect, ba chữ đầu. Ta click vào rectangle, chúng ta bấm vẽ bất kỳ cái hình chữ nhật đó. Chúng ta enter từ bàn phím và chúng ta lại tiếp tục vẽ cái một cái hình chữ nhật khác chồng lấn lên đó. Đó. Bây giờ đó, chúng ta đã biết cái lệnh rồi, chúng ta gõ, chúng ta có thể dùng modify, click vào modify ở đây nè. Và chúng ta chọn cái trim để chúng ta cắt bỏ những cái phần dư. Ta click vào trim. Sau khi click vào trim rồi thì chúng ta sẽ chọn. Đó, chúng ta chọn hết, chọn đối tượng select object, chúng ta chọn hết. Cái chuyện này là tôi đã hướng dẫn quý vị các bạn rồi, chúng ta click vào đây. Và chúng ta enter. Như vậy thì chúng ta cứ bấm bỏ, cắt hết những cái đối tượng nào mà chúng ta thấy không cần thiết ở đây. Đó, chúng ta bỏ lên đó và chúng ta enter để hết lệnh. Đó, chúng ta có cái hình, một cái hình như vậy. Bây giờ giả sử là chúng ta mới, chúng ta fillet cái góc chỗ này nè. Đó, thì lệnh tắt từ bàn phím, quý vị các bạn có thể vừa gõ phím F cũng được. Còn không thì chúng ta mới nói là chúng ta chọn lên cái trình đơn modify đây nè. Đó, chọn modify. Chúng ta click vào modify và chúng ta chọn cái ở dưới chính là fillet. Chúng ta chọn fillet, hay cái lệnh tắt là lệnh F này, chắc quý vị các bạn thấy cũng quen là click vào fillet. Thì chúng ta thấy là AutoCAD hỏi chúng ta là chọn đối tượng đầu tiên để fillet. Nhưng mà thật ra ở dưới cái dòng lệnh này, trong lần trước tôi hướng dẫn quý vị các bạn, đó là chính là chỗ này nè. Chúng ta thấy ở cái dòng lệnh cuối ở dưới này nè, hiện thời ở dưới đây nè, cái bán kính chỗ này á, là bằng 0. Bán kính chỗ này bằng 0 nè. Chúng ta gõ R vào đây và chúng ta enter. Sau đó chúng ta chỉnh cái bán kính này lên là 15mm. Cái bán kính mà chúng ta sẽ bo góc vào cho nó là 15mm, chúng ta enter. Sau đó chúng ta sẽ thấy là dòng lệnh hỏi chúng ta này, chọn cái đối tượng đầu tiên ngay chỗ vị trí rõ chuột á, quý vị các bạn thấy nè, select first offset. Đó. Vậy thì đối tượng đầu tiên chúng ta chọn là gì? Chúng ta nói à, chúng ta chọn đây. Chúng ta chọn thứ hai là đây. Thì cái bán kính này là 15. Chúng ta thấy vậy, lát nữa chúng ta dùng để cho cái thước đó. Cho cái thước theo cái kiểu cái thước mà chúng ta mới vừa tạo xong. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn, chúng ta gõ lệnh C từ bàn phím, chúng ta enter. Và bắt đầu chúng ta vẽ một vòng tròn bất kỳ. À, quý vị các bạn thấy chúng ta có cái hình giống vậy. Bây giờ ha, tôi có thể là vác ở chỗ này bằng cách là tôi dùng modify ở đây nè. Và tôi chọn cái lệnh gọi là chamfer. Cái lệnh này chắc quý vị các bạn còn nhớ. Chúng ta click vào chamfer. Thì chúng ta thấy ở cái dòng lệnh phía dưới này đó, dưới trên cái dòng lệnh ở phía dưới, AutoCAD luôn luôn hỏi chúng ta, nó là một cái phần mềm tương tác mà. Người ta nó hỏi chúng ta. Chúng ta nói à, cái khoảng vác thứ nhất là 0 ly, khoảng thứ hai là 0 mm luôn. Thì chúng ta biết chỗ này rồi, chúng ta gõ một lệnh này, chúng ta đánh chữ D tức là distance. Chúng ta enter. Và chúng ta nói là cái khoảng vác đầu tiên quý vị các bạn thấy là AutoCAD hỏi chúng ta nói à, đây là 10 mm, enter. Khoảng vác thứ hai là 20 chẳng hạn, chúng ta enter. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là ở vị trí rõ chuột đó, chọn cái đường line đầu tiên, cái đường thẳng đầu tiên. Chúng ta nói à, vác nè, chúng ta chỉ vô đây nói à, như vậy thì chúng ta click vào đây thì khoảng vác thứ nhất là 10 được áp dụng ở đây. Khoảng thứ hai là 20 áp dụng ở đây. Chúng thấy cái đường nghiêng nó lại như vậy. Đó. Tới chỗ này thì quý vị các bạn thấy rằng chúng ta đã dựng được cái hình rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn, tức là chúng ta dùng cái kiểu kích thước HTV đó mà chúng ta mới vừa tạo xong và cho lên đó. Và nếu chúng ta có hiệu chỉnh gì để trên cái bản vẽ, trên cái kiểu kích thước của chúng ta, thì cái bản vẽ của chúng ta sẽ cập nhật như thế nào. Tức là thí dụ như chúng ta vẽ một cái bản vẽ theo một cái kiểu kích thước hiện có, sau đó thì chúng ta lại chỉnh sửa kiểu kích thước đó, chúng ta thấy nó không vừa ý mà chúng ta phải chỉnh đó.
thì chúng ta sẽ cập nhật nó như thế nào? Thì đó là cái công cụ mà tôi sẽ trình bày ngay sau đây cho quý vị và các bạn. Tôi sẽ cho kích thước trên cái layer, gọi là layer kích thước. Do vậy mà tôi di chuột lên phía trên chỗ cái phần quản lý layer đó, tôi click mũi tên chút xuống nè, và tôi chọn cái layer gọi là layer kích thước. Tôi hiện hành layer đó lên, tức là đưa cái layer đó nằm bên trên để chúng ta thao tác. Click đó. Với layer kích thước thì bắt đầu chúng ta sử dụng kích thước ở đây. Quý vị các bạn lưu ý nè, ở trên cái thanh công cụ dimension để cho kích thước mà chúng ta thấy nè, ở đây cái chữ HTV xuất hiện, tức là cái kiểu kích thước HTV mà chúng ta tạo ra đó hồi nãy đó, bây giờ chúng ta đã hiện hành nó lên đây rồi, rất là dễ rồi, chúng ta hiện hành nó rồi. Còn nếu mà chúng ta muốn hiệu chỉnh cái kiểu kích thước đó thì quý vị các bạn thấy cái mũi tên, cái dấu cuối cùng của cái hộp thoại đó, của cái thanh công cụ đó, chúng ta click rồi đó, dimension style, thì chúng ta quay trở lại cái hộp thoại Dimension Style Manager, cái hộp thoại cái chương trình quản lý cái kiểu kích thước. Vậy thì ở đây chúng ta chưa chỉnh sửa gì hết, chúng ta click close đóng hộp thoại đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu cho kích thước ha. Chúng ta mới nói rằng kích thước đầu tiên, tức là linear dimension, là kích thước thẳng thôi. Chúng ta click vào đó. Thì AutoCAD hỏi chúng ta nè, ngay chỗ vị trí mà rõ chuột đó chúng ta thấy nè, specify first attention line origin, nghĩa là gì? Xác định cái gốc của cái đường giống đầu tiên, gốc đầu tiên đó của cái đường giống đó. Chúng ta mới nói nè, bây giờ thôi tôi chọn vô đây đó, tự động nó bắt ở đây. Ví dụ này, đây là một điểm, chúng ta thấy nè, xác định cái điểm thứ hai của cái gốc thứ hai của cái đường giống đó, đây này, chúng ta nói chỉ đây. Giờ chúng ta thấy nè, như vậy thì cái kích thước nó xuất hiện ở đây rồi. Quý vị các bạn thấy cái chỗ vị trí mà con chuột, cái trỏ chuột mà tôi đẩy lên xuống đó, chúng ta thấy cái kích ở đây nè, đã xuất hiện rồi đó. Bây giờ vị trí này cách bao nhiêu thì AutoCAD không khống chế, tùy chúng ta thôi. Chúng ta thích chỗ nào chúng ta click chuột, bấm chuột trái vào đó để xác định vị trí. Bây giờ chúng ta đi lại gần thì chúng ta thấy quý vị các bạn thấy đi lại gần ở đây, rõ ràng những cái thông số mà chúng ta đã dày công làm trong những phần trước xuất hiện ở đây. Ví dụ như chỉ số kích thước này hiện thời tôi đang để là 4.5mm, kiểu chữ là HTV test mà tôi đã chọn ở phần trước. Nó cách cái đường kích thước này, cái đường kích thước này nè, 1.5mm chúng ta đã cài đặt rồi. Cái mũi tên này là bề dài của nó là 2.5mm và được tô bóng, nó tô luôn. Cái chiều cao này, cái phần nhú lên ở đây là 2mm đó, chúng ta thấy nó đủ hết á, tất cả đó. Màu sắc là theo cái layer kích thước, do đó nó có màu xanh.